Đấy, anh xin mời. Thiên nhiên là bao nhiêu nào, thiên nhiên mà lại đưa vào đây nó lại còn quý đấy chứ. Được không? Em nhìn cái cây tung chơi của anh nãy giờ. Cái đoạn đó là nội mà coi như là thiết kế cái khúc đấy không là em đã thấy ấy rồi. Nhiều khi thấy nhiều quá líu lưỡi không nói được. Thấy líu lưỡi. Cái này là niềm say mê. Đúng. Anh biết tôi mê cái thằng này, tôi mê khi từ khi tôi sau những 31 năm. Tôi sao tôi đi mua bán đồ cũ á, tôi chạy đến cái làng tới cái xóm tới cái nhà của người Nhật hết. Ở đâu nó cũng có sân vườn. Và từ đó là tôi mê đó. Tôi mê có một cái hồ cá, có đá, có cây luôn. Là nó ba thứ. Thì từ chỗ đó bắt đầu tôi mê. Tới sau 17 năm tôi mới thực hiện cái lần đầu tiên tôi lấy 1.000 tấn đá về. Ban đầu tôi lấy đá về, ba má tôi với bà xã tôi nói: "Má ông làm cái chuyện ngược đời. Ở Việt Nam mà ông chở đá về chứ ông chở củi về rừng." Má là tôi nói không phải, bà không có biết, tại vì Việt Nam cái đá nó khác, Nhật đá nó khác. Tại vì mấy bà cứ nghĩ là đá, ta hiểu không? Xong bắt đầu tôi trở về, tôi làm, tôi chơi. Khi mà tôi làm, tôi chơi, tôi làm ngành nhựa mà. Trong hiệp hội nhựa anh em nói: "Anh ơi, cái đá này anh chia cho tôi mấy cục." Chia mấy cục á. Từ chỗ đó bắt đầu là tôi trở thành một cái kinh doanh luôn. Trở thành một cái kinh doanh. Là anh xem cái đá này. Anh nhìn cục đá của nó. Cái chính là em không hiểu tại sao á mà người ta lại cho anh lấy cục đá này anh chở đi được. Còn mà tôi tại rồi tôi mua bán máy cũ á. Còn cái đó còn là mỗi lần là anh ấy sao những cái này á là những cái này nó là tài sản, nó là tài sản quốc gia của nó. Quốc gia mà anh chở được về đây sao? Tức là tôi cái mỗi lần là tôi nhét máy vô cho dăm ba thùng. Rồi thì hàng tháng là tôi khoảng 15 công hàng là tôi cũng nhét vô miếng. Lấy nhé, cho biết thì anh tha lâu đầy khổ. Không thì đúng rồi, chứ còn nếu mà cái này đâu phải dễ mà chở ra được. Anh thấy cái đá của nó là phải đơn giản thôi, anh nhìn đi. Mày cái đẹp của nó không có diễn tả được. Đúng không? Anh tôi cái màu đỏ đó anh coi nè. Đúng không? Anh coi màu này cho anh chịu là anh sẽ được hành. Cái này nó phải có thổ nhưỡng mới ra được. Đúng rồi đó. Chứ không phải là những cái kia. Không phải thổ nhưỡng mới ra được.